Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 98 thúc đẩy sử dụng nền tảng số về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kế hoạch nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với hội doanh nghiệp và khách du lịch, kết nối doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh với các nhà phân phối đại lý du lịch trực tuyến và các sàn giao dịch du lịch trực tuyến trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong tỉnh kết nối đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch. Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm thúc đẩy sử dụng nền tảng số, quản trị và kinh doanh du lịch để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số du lịch, số hóa, mở dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hình thành kho dữ liệu số chuyên dùng giữa cơ quan quản lý và nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền quảng bá về nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị trong ngành văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan trung ương để triển khai kế hoạch sử dụng nền tảng số quốc gia quản trị và kinh doanh du lịch, tăng cường tương tác kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với hội doanh nghiệp và khách du lịch.